Để tôi nhảy tôi xuống nhớ. Để tôi không 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 cần không cần. Gì? Ôi giật mẹ đi. Ôi ghê hả? Nó gọi là đỉnh cao của thế giới đó. Ghê chưa? Ghê chưa? Mà có ai để ý X18 bị bắn chậm đi không? Sao dạng này sẽ cầm X18 bắn chậm vậy ta? Tôi thấy vậy, cậu cầm khẩu quái quái vật đó. Giác nó một đầu ấy. Liệu? Ơ, có ông nào chạy này? Ô, tôi chạy chạy chi vậy? Chạy chi vậy bạn? Hai nữa nè, trời đất ơi, lúc nay chạy đi bà nội ơi, hết hồn hết chía. What the hell? Yep. Cái ông này chắc trên núi không? À đây, 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 ở dưới này, bạn ấy giúp một cái kẽ này. Để tôi cậu, để tôi highlight cậu. Oh, chạy chưa? Ok, bạn ấy đang ngồi này. Để tôi. Hả? Chết chưa? Bắn đi, nó kia ta này, xuống đi. Từ, để tôi nhớ. Để tôi, không cần. Gì? Ôi chập mẹ đi, ôi ghê hả? Nó gọi là đỉnh cao của thế giới đó. Ghê ta. Trời, ghê chưa? Chịu dằn. Chịu dằn không? Hai, à chết rồi. Nó. Hai ta, rồi bố. Ném được cái lấy luôn đó hả? Nó tưng lên xong rồi nó còn tưng xuống nữa chứ. Nó tưng lên trên á, ném ngược lên trên xong rồi mình canh sao nó rớt xuống ngay cái vách đó là được. Tại gọi đây là lựu lọt khe. Lựu lọt khe. Hả? Lọt khe. Bạn đọc nó lúc còn bậy nhỉ? Cái đó là gì nhỉ? Người ta nói chuẩn, người ta nói là lọt vô hang. Ủa, cái đó là một cái hang. Nó là cái hang văn hóa phẩm. Thấy cái tên chữ nở Alon chưa? Ờ đúng rồi. Nở Alon là hình như Alon. Không có chỉ cái nở. Ê cụt. Sorry mọi người, mình quen luôn. Quen. Mình quen. Sorry mọi người, lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm. Rồi quá thôi hết rồi. Chơi với bà mít xong rồi, giết rồi, nó nhiễm luôn á mọi người. Tất cả là đổ thừa nha mọi người. Thế này là không được rồi mọi người ạ. Xin chú ý, càng lúc còn bậy ra mọi người đừng ủng hộ S nữa. Chửi, chửi chà đi. Chửi thích chà mọi người ạ. Q đừng bắn em. S rồi tí, cậu thấy bạn nào đi qua bạn ấy tên là Vân thì đừng bắn bạn ấy nhá. Lỡ bắn bạn ấy, lỡ khi trình bụng. Ơ, bạn đang không phải đi cót hả? Hả? Bạn đang không phải đi cót hả? Không biết nữa. Hả? Cho gì? Hả? Chứ đâu có hả giống như cái bán xà bông như cậu đâu. Thôi, con gái hả hả nó cơ. Hả? Hả? Ôi, đi nữa. À, đây, bà đó đây nè. Đây nè. Đây, đúng không? Kêu bên... Đây, đúng không? Kêu bên S mà lại kêu bên này vậy. Trời ơi. Không biết thì đây sao? Đây nè. Vân luôn, Vân Nguyễn luôn. Ủa, cả một team luôn hả? Nó kèm theo bác trai nữa kìa. Có anh trai đi theo luôn. Đấy hả? Bạn đây đây hả? Oh my god. Hello, bạn nhỏ. Ui, 3-4 người luôn, 5-6 người bạn đây này đúng không? Rồi còn một bạn trên kia để xuống nữa cả. Bước lên show, anh em anh đi đông như Quân Nguyên. May nha cái team này gặp cậu trước nha, gặp Banda chắc là tầm này. Gặp Banda luôn. Gặp Banda đơm rồi. Banda ác lắm. Ui, xe đỏ kìa. Mà các bạn đông quá, tôi tưởng có một bạn đi, cả 4 bạn này, tôi xe nào ngồi đủ. Rồi có chiếc nào ngồi đủ đâu. Rồi, bỏ Banda lại. Bỏ Banda lại luôn rồi. Bỏ cho Banda đi chung với đội bên kia đi. Thất thần luôn, Banda bị thất thần. Đừng ghi luôn rồi. À không, có người qua đón Banda kìa. Kiếm thêm xe nữa. Kiếm xe luôn. Ủa, có xe kìa, có 2-3 xe luôn kìa. Rồi, không thèm rước Banda luôn. Ở Banda chạy tụt. Rồi, Banda chạy tụt quần luôn. Oh my god. Bỏ Banda vậy. Chơi bỏ bạn, yêu quay lại. Quay xe bạn ơi. Bây giờ mình nhảy xuống là bên kia quay xe à. Tinh 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 tinh. Rồi dài, tôi lại mang kỹ năng livestream đi, thấy mạnh phết. Giảm 30% sát thương vào đầu. Phiên không chết là tốt rồi đó. Rồi tôi thấy người ta toàn headshot à. Nhiều khi kiểu bị đột tử á. Ra lắp cái nào này vô thấy cũng ổn. Kiểu bây giờ mình cũng 3 rồi là mình tự giảm khá phần trăm đấy. Bạn đã chạy xe kìa. Đợi tôi xem nào, nếu mà giảm 30% với mũ 3 nữa là... Thế là ô cậu, thế bây giờ giảm sát thương vào đầu. Bây giờ mũ 3 là 57%, cộng 30% là giảm 87% vào đầu cơ. Ôi trời đất ơi. Ôi trời, cái gì vậy? Trời ơi, sao người ta liên quan cướp luôn. Không, nếu mà 57% mũ là cộng thêm 30% nữa đúng không? Là giảm tất cả các sát thương nhận vào đầu 30%. Tối đa 30%, tôi thêm tổng mũ là 57. Từ 87 luôn á. Trời ác giả men luôn á, trời ơi. Chạy kìa. Chạy đi. Ôi ác quá à. Ôi sao team này còn 2 người vậy? Đấy là 4 mà. Thằng kia nói mày hơi lâu rồi đó. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá.
đâm. Đây là xe ngồi luôn. Đâu hết rồi, đâu hết rồi, còn không, còn không, còn giang hồ. Cứu sở đâu bạn kia tiệm. Ôi ơi ơi, chơi trò chơi này không? Ơi, kêu mọi người xuống chơi trò chơi này đi, né xe đi. À, né xe, né xe. Ok. Đây nè, đây nè. Xuống xuống kêu mọi người. Ôi Gil. Mẹ thằng Gil. Quá. Đi kiếm xe máy cho tôi. Thì nó phải ép xe kìa. Tiếp xe máy cho tôi. Ừ nhờ, ừ tiếc quá à. Sorry, kiếm cái gì xe máy cho tôi. Đâu để xuống đi kiếm. Không quay đi không có xe à? Đâu, kiếm xe nào? Một chiếc xe máy hả? Ơi da, cậu có chiếc xe máy nào quay này hả? Ở bạn đã bắn kìa. Hai bắn đây. Hai bắn bắn đà. Sao bắn đà bắn quỷ bắn đà nó quạo lên đấy. Hai người kia nó thổ. Không, không nghe tiếng đạn mà ta. Thành à? Đây này, chơi xe này nè. Không, xe máy mới vui, xe này không vui. Đi kiếm chiếc xe máy cho tôi, xe này đi. Đi, lấy xe này đi kiếm xe máy á. Xe máy thường thường có ở khu vực nào? Ờ, bình thường dưới làng thông cũng có. Làng thông đi ở mấy cái chỗ để xe, chỗ máy bắn á. Bắn, bắn xe á, lượn con năng có theo. Với cả nhà xe cũng có, thiên xui. Xe ngay đây này. Bên bên phải có, bên phải thì có. Cậu đi một đường thẳng, bên đấy thì có hết á. Bốn chỗ. Không, đi luôn ra ngoài, đi luôn ra ngoài luôn. Đi ra phía ngoài bo một tí. Mới bo đầu đúng không? Đầu bo cuối, gần cuối rồi. Bạn nào là bị bạn? Ơ, đây. Bạn đã bắt bạn kìa. Không, bây giờ lên xe uống là tay uống luôn à? Rồi chơi nè. Mấy bạn kia đâu rồi ta? Mấy bạn ơi, ở đâu đấy? Có. Rồi bạn đâu hết rồi? Hay bạn đã sát phạt người ta rồi? Hay là bạn đã cho thành ba cái xác rồi? Như giết rồi. Đây đây này, đây này, đây này. Đây chơi nè, chơi nè. Chơi nha. Phải như vậy. Đây chơi lên chơi game, lên chơi game, lên game, lên xe game. Tôi chạy đi tông à. Ờ ok. Một người kia, tí một người rồi. Đây đây, đây nha. Đây hai mấy bạn kia. Ok, đến mấy bạn kia mới lên xe đi. Rồi, chúng mày chạy. Ê, đâu? Tao. Rồi, sao? Tao lờ, cực khỏi kiếm chiếc xe. Buồn quá. Sao có với các bạn bà Vân kia chết rồi? Đi kiếm cho tôi chiếc xe. Tôi không muốn giết bạn rồi, nhưng bạn đã giết tôi nha. Tức quá à. Giỏi rồi. Mình buồn vì chim ở tim mình đau. Mình buồn vì ai thấu đâu. Từng lời anh chưa hết câu. Nước mắt rơi é sầu. Thì em cứ đi đi. Đừng buồn mãi mong chi. Biểu nên ta lạc mất nhau. Xin Phân là bạn đấy á. Vâng, là bạn nào? Tôi hiểu luôn. Hiểu kiểu gì? Có bạn nào ở trên đây nè? Cái bạn Vân kia, trời bắn tôi chi vậy? Tôi cũng bắn nó rồi, trời ơi. Ôi, cậu ơi, tìm team khác không phải team của bà Vân kia, nghe nào. Hai team khác nhau. À, đây, đây, xe máy đây rồi nè. Lên kêu. Ờ, Banda giết mà. Khủng long hổ á, trời ơi. Mình nghi luôn, mình thích khủng long hổ mà. Ôi giời bắn... ơi. Nghe nào ơi. Thông được hai phát. À, đây, đây, đây. Nhỏ chạy xuất mặt luôn. Trời ơi, trời ơi. Thiệt chứ. Đâu rồi, kêu. Trong mặt cậu kìa, à, trong nhà, trong nhà. Chạy về nhà luôn. Mày trong nhà luôn rồi. Trong nhà. Trời. Trong nhà. À, đây. À, ra đây. Này, quanh xe, quay xe nào, Hải quay xe. Còn bên Banda bị bắt xong rồi. Hải quay xe. Rồi chơi lại, nè nè, chơi lại, đổi vai. Vai. Rồi chạy. Đổi vai. Lên xe. Trời ơi. Bye. Bạn đã bị ai thụp gần chết kìa. Bạn đã kìa. Hai bên bị bao đốt. Bị bắn. Để tôi, lên xe luôn kêu, Mình đi xe, mình chơi nó luôn nè. Lên xe. Thằng nào bắn tôi? Lên xe này, thằng nào vậy? Nó đâu vậy? Bạn là cho mình phi số, bạn đi. Hình như trên cột điện đúng không? Không, dưới. Ê, trời, trước mặt này, cầm bom nó, cầm dao, từ. Ôi. Ui. Lọt xuống dưới luôn rồi hả? Ui rồi, chết luôn. Ui, nằm đóng. À chưa chết, lên xe không. Lên. À có lắm quá. Cậu đứa này cậu đứa khuyết bạn xuống. Chà. Không được. Được không? Xuống. Ờ, lên trên ngoài. Cái thế hả? Được kìa. Cái dạ, không được.
lên xem bạn ấy nhảy xuống rồi rồi toàn rồi đây rồi thấy rồi mặt đã bằng ba là người này một tim hát quá à, mẹ không đổi vai mà mấy bạn ấy không đổi á mà đổi đi rồi rồi các bạn đến các bạn này à lấy xe đâm đi mọi người cái team này không đá streaming đâu team này là team gì á nhưng mà em không xem lấy xe đâm mình đi mọi người ơi lấy xe đâm đi đây nè xe nè chém tôi kìa cậu bạn đi tự sát rồi kìa ôi không bảo bạn tự sát rồi các bạn ấy sẽ chạy theo chém nè hết xe quẹt bơm máu đi kìa ơi tôi hết máu rồi tôi không còn gì cả từ từ tôi cả súng rồi kìa toàn ôi giời rồi tông được rồi tông được rồi ủa cái gì vậy phóng cái gì vậy tông được rồi ấy bơm máu ủa nó một luôn đây đừng luôn à đâm người tiếp tao hết người bơi người ta bơm máu đau bụng tao biết người ta chết bơi đau bụng quá